Xin chào các bạn, đây là cánh đồng lúa người ta đã bỏ hoang và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi ra thăm và chia sẻ với các bạn cái cách lấy cây đồng đồng lúa để ngâm rượu cho các anh em uống trên những bàn tiệc chén chú chén anh, những cái tách rượu ly rượu đồng đồng lúa thơm ngon thì là nó nguồn gốc từ đâu nhé. Đây là cánh đồng lúa của bà con nông dân chỉ có cấy cái vụ tháng riêng và đến tháng 5 là các bà con thu hoạch xong rồi bỏ hoang bỏ hóa không cấy nữa, và bây giờ những cái gốc cây lúa nó lên và nó mọc ra những cái mầm đồng đồng lúa thì bây giờ là nhờ vào những bàn tay chịu thương chịu khó của chị em phụ nữ nông thôn thì mới đi lấy được những cái này, chứ nếu như mà những cái người mà không có cái tính kiên trì thì không lấy được đâu nhé các bạn nhé. Đấy, đây ví dụ như cả một khóm này chỉ có lấy được một cây này thôi này. Khi lấy cái cây đồng đồng lúa là cái đồng đồng nó còn tròn trịa, nó còn phình trưởng như thế này, chứ còn nó mà đã tỏa ra một ít ở cái đầu nó như thế như bông này rồi là không lấy được này các bạn nhé. Phải lấy những cái đồng đồng lúa nó vẫn còn mút chửa đồng như thế này. Đấy. Thì khi lấy ở ngoài đồng thì chúng ta lấy như thế đã, xong về lại còn nhặt bóc tách ra. Ôi kỳ công lắm các bạn ơi. Kỳ công lắm. Kỳ công lắm mới lấy được những cái cân đồng đồng để ngâm rượu cho các bác các anh em uống trên bàn tiệc. Cái rượu đồng đồng lúa này thì nó rất là thơm và nó bổ và cực kỳ là sạch luôn. Đây là cái lúa này là lúa gần như kể là mọc tự nhiên. Đấy, vẫn là cái gốc rạ của cái vụ bà con cấy. Nhưng mà khi cấy xong thì bỏ từ tháng 5 mà bây giờ là gần đến tháng 10 âm lịch rồi. Đấy thì các bạn bảo là 5-6 tháng trời không phân do, không thuốc thang. Đấy, nên là cái đồng đồng này cực kỳ là sạch luôn. Thì mới để ngâm rượu các bạn ạ. Chứ còn không phải là bà con cấy lúa xong rồi là ngâm đồng đồng, cắt đồng đồng để mà ngâm cho anh em ngâm rượu đâu nhá. Không phải đâu ạ. Đấy các bạn ạ. Khi lấy được những nắm đồng đồng như thế này, xong mang về còn bóc bỏ cái lớp ngoài ra, xong lấy nguyên cái búp của nó bên trong, cái đồng đồng bên trong thôi các bạn nhé. Đấy, và đây là ruộng lúa. Có ruộng này thì có thôi, chứ còn như cái ruộng dưới kia thì không có đâu các bạn ạ. Mình quay cho các bạn xem nhé. Đấy, ruộng này là thứ nhất là nó cũng là cái chân ruộng cạn, nó không bị ngập nước mấy. Thế còn như ruộng này thì các bạn bảo là làm gì ra có. Đấy. Cái ruộng này thì các bạn có mua cả triệu bạc một cân cũng không có đâu ạ. Đấy. Rất là hiếm. Thì cả ruộng dưới kia không có mấy đâu. Ruộng trên này thì lác đác có vài khóm thôi. Đấy. Đấy. Mức thấp mức cao. Thỉnh thoảng có một khóm lúa nó mọc trồi lại các bạn ạ, gần như là mọc hoang ấy thì là chúng ta mới nhặt được thôi, chứ còn bình thường là rất hiếm. Cho nên là cái giá thành của cái đồng đồng này thì bây giờ người ta bán cũng hơi cao, nhưng mà thật sự là đồng đồng sạch các bạn nhé, thực phẩm sạch các bạn ạ. Đây các bạn ơi, mình đã nhặt mang về đây rồi. Thế và bây giờ mình lại phải tiếp tục cái công đoạn là phải bóc tách nhặt bỏ cái lá bên ngoài ra và lấy nguyên cái bộp đồng ở bên trong thôi nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn ạ, bỏ hết cái lá bên trong bên ngoài ra đây này, lấy nguyên cái bộp đồng thôi.
rất là kỳ công, rất là cầu kỳ các bạn ạ. Nếu như mà không kỳ công như thế này thì mà lấy cái lúa chính vụ kia ấy, thì lúa kiểu gì cũng tồn dư thuốc sâu và phân bón hóa học thì nó không được ngon như cái mùa bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì nó hơi hiếm, cách đây khoảng độ 1 tháng thì nó đồng nó to hơn, cây lúa nó mập hơn, nhưng mà bây giờ thì là nó cuối vụ rồi. Nhưng mà vẫn có người đi nhặt được. Cái công đi nhặt ngoài đồng đã vậy, xong về lại nhặt như thế này lâu lắm các bạn ạ. Đấy, và chúng ta sẽ nhặt như thế này các bạn nhé, nguyên cái bụp đồng bên trong. Đó các bạn ơi, một buổi sáng kịch liệt đi nhặt và một buổi chiều từ trưa đến chiều mải miết nhặt lại, bóc lại. Đây là cái lá vỏ của cái đồng đồng. Và đây là thành phẩm các bạn nhé. Được bao nhiêu? Được các bạn có thể ngâm được 2 bình rượu. Và bây giờ mình chuẩn bị để mình gửi đi cho bạn ở tận Nam Định, Thái Bình nhé các bạn nhé. 2 nơi. Đấy. Và video của mình chia sẻ cách lấy đồng đồng về ngâm rượu. Đến đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo. Và video lần trước mình đã có, trong kênh mình đã có một video chia sẻ hướng dẫn cách ngâm rượu đồng đồng các bạn nhé. Và hôm nay mình lại nhắc lại cho bạn nào nếu biết rồi thì thôi, và bạn nào chưa biết thì mong các bạn hãy làm theo cách của mình nhé. Và hôm nay mình không hướng dẫn nữa, mà mình không làm nữa mà mình chỉ hướng dẫn thôi. Các bạn hãy rửa sạch cái đồng đồng này đi. Cái đồng đồng này thì của mình thì mình làm thì rất là sạch rồi, nhưng nếu như bạn nào mà đi mua ở ngoài chợ về thì các bạn hãy rửa sạch nó đi, xong các bạn để ráo nước cho mình nhé. Cái phần lá này thì các bạn cắt cho mình. Đấy, các bạn cắt. Còn cái phần bẹ dưới này thì các bạn cứ để nguyên cho mình như thế này. Thế và cắt cái lá này đi, xong các bạn cho vào, các bạn xay, cho vào máy xay sinh tố, các bạn cho rượu vào, các bạn xay. Xay xong để các bạn lọc lấy cái nước đấy để cho vào và ngâm cùng với cái đồng đồng này để cho nó màu, cho nó đẹp. Còn nếu bạn nào mà không xay thì các bạn cứ thế ngâm, và các bạn gập cái lá này xuống và các bạn đổ rượu ngập cái đào đồng đồng này, ngập lá ngập rượu để cho nó khỏi hở lên, nó khỏi bị thâm nhé các bạn nhé. Nên sau trong vòng khoảng độ 2 tháng trở đi thì các bạn sử dụng là vừa ngon. Nếu mà không thì bây giờ là cuối tháng 9 âm lịch các bạn ngâm thì sang đến Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán các bạn uống thì là vừa ngon nhất nhé các bạn.